Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta vào tới cái giống chó nha mọi người. Cao to đen hôi ha. Thì cái dòng này là dòng Rottweiler của nước Đức mọi người. Nó là chó nghiệp vụ của nước Đức nha. Thì nước Đức có hai dòng chó khá là nổi tiếng là dòng chó Bẹt Rê nha và dòng chó Rott. Đấy, mình còn gọi là Rott. Thì hiện tại nhóc này mọi người thấy phong độ không? Nhưng mà hiện tại đang bị nấm nè mọi người. Nấm cả người luôn nha. Nè, nó đang chốc vảy nha mọi người. Thấy không? Còn đâu là cái bộ phong độ nữa. Nhưng mà nhóc này mình khi mà mình chữa bệnh xong mà đẹp lắm á mọi người, không đơn giản đâu nha. Tay chân nó nè. Rồi mình tay mình luôn á. Thì con này là chó của khách mọi người, nhưng mà bất kỳ con nào vậy qua bên mình á, hiền, quanh, giữ là cũng thanh hiền ha. Thì tiếp tục chương mục tiêm thuốc. Với những con chó to bắt buộc phải rọ mõm nha mọi người. Bắt buộc phải rọ mõm nha. Nha. Sau đó mình tiêm ha. Đó. Tiêm. Thì bình thường không dễ tiêm những con này đâu mọi người. Tiêm. Bình thường với những cái mũi thuốc đặc á, mình phải tiêm bằng kim to mọi người ơi. Còn mình đang xài kim nhỏ thành ra nó rất là nặng luôn. Mình phải dùng hai tay mình tiêm luôn là vậy đó. Ôi, mũi lai trước nữa mình thay kim mình tiêm sau mọi người. Mình tiêm hai mũi lai trước. Mọi người hiện tại mọi người thấy cái vụ mà của cô Nguyễn Phương Hằng với ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh á, phức tạp mọi người không? Mọi người thấy ai đúng? Còn mình thì mình chờ phép luật thôi mọi người, không biết ai đúng ai sai đó. Thì đối với những ca mà chị viêm da hoặc là muốn cất một lông lại mọi người, vẫn như vậy nha. Tiêm bên trong, xịt bên ngoài nha. Tiếp tục quá trình mình xịt. Đó. Mình phải xịt nha mọi người, mình tắm bằng thuốc nha. Thuốc nó rất là an toàn mọi người ha. Ướt hết. Đó. Hôm bữa mọi người hay nói với mình ấy, làm sao mà nuôi chó để cho nó dữ á. Thực chất việc mà nuôi chó nó dữ nó đơn giản lắm mọi người. Mọi người chỉ việc xích và nhốt nó lại thôi. Thì cái quá trình mà mình xích mình nhốt ấy, nó tạo ra một cái gọi là hiệu ứng tâm lý stress rất là nặng luôn nha. Là con chó nó không được ra ngoài á, nó bứt rứt trong người á, thành ra nó kích thích rất là hung hăng luôn. Nên mọi người thấy mà chó mà dùng để đi săn á, đi săn này cho ăn thịt sống nè, rất là nhốt nha mọi người. Và khi nào có thể là nó dí nó săn kinh khủng lắm mọi người. Đó là cách huấn luyện chó dữ á. Thì đa số bây giờ có huấn luyện gì cũng phải dựa trên khoa học rồi mọi người ơi. Nó làm cho tâm lý con chó nó khó chịu rồi bắt đầu nó hung hăng lên vậy thôi. Đó. Mình khi nào mình xịt ướt hết rồi mình để ra thuốc nó khô tự nhiên nha mọi người, tại vì để cho nó ngấm nha. Trong hết rồi mình sẽ mang ra trước cho nó thoáng. Nó thoáng bắt đầu rồi mình sẽ trường hợp mà ví dụ mà trời mà ở trước mà nó âm u ấy, xong là mình sẽ thấy luôn mọi người. Xong mình thấy luôn. Đó. Cứ 2.000 mình tắm một lần mọi người ha. Chắc anh đang đập giấy hơi bị to. Được đấy á. Đó mọi người. Là cao giờ chóc da luôn mọi người ơi. Cái chỗ nào lên vẫy mình cạo chóc hết luôn. Thuốc nó phải ngấm. Cứ còn không là không được. Đó mọi người thấy không? Nên mọi người gặp chó dữ á, mọi người tiếp xúc nó mọi người phải rọ mõm nha. Nó gặp mình là tiêu liền ấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Nó viêm da là phải chỉ kết hợp nha mọi người. Cả trong lẫn ngoài nó bớt được. Kiếp giờ lắm ha. Đó, giờ mình sẽ lấy nha mọi người. Buổi sau mà nhóc này bắt đầu lên lông lại đẹp mình quay cho mọi người xem nha. Vài hôm đẹp liền. Yeah. Mọi người thấy bác sĩ Thu ơi khổ không? Rất là cực nha. Làm người này phải xiên không chịu được mấy bệnh này đâu ha. Rồi. Chắc video mình dừng tại đây thôi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người lại ở những video tiếp theo ha.